nhiều ra. Cái này ngon hết hả? Đó. Nên mình ăn cơm trứng trộn nước tương tăng kim chi. Ít nước tương vô mặn. Món này là món tủ của tụi mình. Mùi trứng thơm quá nè. Cơm trứng à? Béo. Béo có thơm. Béo thơm. Không ngán đâu mấy bạn. Đúng rồi. Món này là món cực kỳ yêu thích của tụi mình. Ăn kim chi. Chua chua, mặn ngọt, cay cay nắng. Cái cơm này nè, mình phải cho thật nhiều trứng. Bốn quả. Trứng nào mọi người nó ăn mình bằng bê tô cơm với lại ốp la trứng lên ăn cho nhanh và ăn một cái phim. Đậu hũ non ngon không? Nó mà tan trong miệng. Đúng rồi. Công nhận cái nước này thích. Thích cái nước này nè. Nhưng mà cay lắm. Nước này ngọt thì ngon lắm, nhưng mà cay lắm. Nãy mà chưa cho thêm ớt nhiều mà. Mấy bạn dùng nước nước kim chi nấu canh không? Ngon lắm. Canh kim chi là phải ăn lúc nóng mới ngon. Mùi ngọt luôn hết. Miếng thịt nó thấm. Trộn kim chi nè, trộn canh kim chi nè. Với lại cơm nè. Ăn, trộn lên. Đã không? Con canh mà nóng người luôn á.
ăn hết cơm. Ăn canh. Canh hơi cay á. Hả? Cay mà ăn nóng người luôn á. Nó cũng canh đúng đã. Nói rồi. Nóng. Để nó á. Đang nóng thì ăn miếng dưa hấu cho mát. Nóng ngọt hả? Dưa hấu rất là ngọt luôn. Ướp lạnh rồi nó mát. Ngọt ghê luôn á.